Nói rằng thì hỏi thêm là có được bày cúng tiền vàng không? Cúng tiền vàng thì cái này chúng ta thấy những người ở ngoài đời họ không học Phật Pháp, hoặc là những người học Phật Pháp nhưng chưa thực sự hiểu Phật thì họ vẫn cúng tiền vàng, có đúng không? Ở miền Bắc chúng ta đặc biệt là gì? Đại đa số các chùa, các đạo tràng cúng tiền vàng trong dịp lễ Vu Lan Báo Hiếu và cúng tuần thất thất trai tuần, cúng 35, 49, cúng vong, lễ cầu an, cầu siêu, cúng tiền vàng rất nhiều. Chúng ta phải biết cái nguồn gốc tiền vàng xuất phát từ đâu. Nó không phải của Việt Nam chúng ta, cũng không phải của Phật giáo chúng ta, mà nó xuất phát ở sau cái thời Tần Thủy Hoàng ở bên Trung Quốc. Các quý vị có thể về search trên mạng tìm hiểu cái nguồn gốc của tiền vàng nó ra từ đâu, chúng ta sẽ biết. Đây là văn hóa của dân gian Trung Quốc, không phải văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta, cũng không phải văn hóa của Phật giáo. Chúng ta bảo là nếu mà chết mà không đốt tiền vàng cho người thân thì xuống dưới người quay âm người thân chúng ta lấy gì để tiêu? Thì xin thưa với các vị, tất cả các nước, gần như tất cả các nước ở châu Âu, họ không có tục đốt tiền vàng. Vậy những người đã mất, những vong linh, những cô hồn ngạ quỷ ở dưới quái âm ở châu Âu, họ chết đói hết à? Có đúng không? Họ chết đói không? Không có. Còn vong linh ở châu Á chúng ta, Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, vân vân, những nước hay đốt tiền vàng, đó là vong linh được no hết à? Được đủ hết à? Có không? Không có. Không phù hợp với quy luật nhân quả Đức Phật đã nói. Đốt tiền vàng ở đây là do gì? Do con người chúng ta tưởng tượng ra là ở dưới kia họ nhận được, như thế thôi. Do là các linh quỷ họ giả, họ nhập vào giả là người thân của chúng ta, bảo là nhận được rồi, nhận được rồi, nhưng thực tế đâu có nhận được. Các quý vị biết mà, nếu mà tôi cứ nói một cái đơn giản, một người mà bị vi phạm pháp luật, cướp của, giết người, buôn bán hàng quốc cấm mà bị xử đi tù chung thân ở trong gì, trong tù, bị xử tội xử tù chung thân nhá. Ở gia đình chúng ta rất giàu có, của cải rất nhiều, chúng ta có thể ngày ngày gửi tiền vào cho người ở trong tù ăn ngoan mặc, ăn sung mặc sướng được không? Có không các quý vị? Có không? Không, chắc chắn là không. Chúng ta có thể nói với ban quản, ban giám ngục là thôi, người nhà nhà tôi ở trong kia nó khổ quá, để cho tôi xây một cái gì, một cái nhà lầu ở bên cạnh cái nhà tù này, miễn ở trong cái đất của trại giam là được, để cho người nhà tôi ra đấy ở, có được không? Không được. Chúng ta có thể mua cái ô tô hay cái xe máy vào cho người nhà của chúng ta mà phạm tội kia đi dạo phố, có được không? Không được. Vậy tương tự như vậy, những chúng sinh phạm vào những cái tội khổ, đọa trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, không bao giờ tiếp nhận được những thứ đó nữa. Mà họ tiếp nhận được là bằng cái tâm của chúng ta. Cái tâm thì phải dùng cái tâm thật, cái tâm chân thành, cái tâm thanh tịnh. Ví dụ ở đây thầy bảo các quý vị tham dự lễ hội Vu Lan chùa Khai Nguyên, chúng ta cũng có thể sắm cho các cụ mỗi người một bộ quần áo, hoặc là nếu gia đình không có thì chỉ cần gì, một bộ quần áo nam, một quần áo nữ, và một bộ quần áo trẻ con, hoặc là hai bộ quần áo trẻ con, bộ quần áo trẻ con cho nam, một bộ quần áo trẻ con cho nữ, bộ quần áo người lớn cho nam, một bộ quần áo người lớn cho nữ, thế là đủ. Bằng nếu không á, thì không có bộ nào vẫn cứ được. Vì sao? Vì mà bộ quần áo nó phải bộ quần áo thật. Thật để làm gì? Thật để tỏ cái tấm lòng chân thành của gì, của con cháu đối với ông bà tổ tiên người thân. Đó. Đến đây nhờ gì? Sau đó thì các vị thấy, mỗi khi xuống lễ ở dưới đó, các vị thấy tôi thường hay đến, tôi đối trước đó làm gì? Để đọc cái bài kệ, gọi là cái bài kệ bài kệ của Đức Mục Liên Tôn Giả. Các vị thấy chưa, đọc xuống bài kệ Mục Liên Tôn Giả Đại Từ Bi, Huyết Tạo Trung Nguyên Huyết Bổn Nghi, Mục Nhân Thành Cảnh Lai Chứng Giám, Vũ Lân Đại Tướng Trưởng Minh Nhi, Cấp Phó Chư Vị Vong Linh Chân Linh Hương Linh Lai Thủ Dụng, Vô Danh Ngoại Quỷ Khước Trừ Chi Chỉ Hỏa Thành Yên, Yên Thành Tượng Hỏa Quang Tam Muội Biến Tùy Nghi, Án Tất Tộc Thành Hình Khổng Khứ. Đấy là cái bài kệ để hóa gì ạ? Để hóa một bộ quần áo của chúng ta có thể gì thành hàng trăm nghìn vạn ước bộ, để cho gì? Cho tất cả những người thân, cho tất cả những vong linh, hương linh, chân linh, anh linh đến dự pháp hội này đều có thể từ những cái pháp của Phật đó, những câu thần chú của Phật, cái thần thông công đức của chư Phật Bồ Tát và ngài Mục Kiền Liên đó, thì tự nhiên trên thân thể của các vong linh đó có đầy đủ quần áo mặc trang nghiêm thanh tịnh. Không phải là do từ cái bộ quần áo chúng ta mua nó hóa ra đâu, nhưng các vị muốn tỏ tấm lòng thành
thì tôi cũng hướng dẫn cho chúng ta để đấy mà gọi là cũng tỏ tấm lòng thành. Cái tấm lòng thành đó xong thì nhà chùa các vị ai muốn xin về cho các cháu nó mặc, cho người thân mặc thì cũng được, mà còn không xin về không mặc thì để lại đó, đến tháng 10 này nhà chùa lại sao thì xong đó thì cho gặp phân loại gặp gọn lại, và đến tháng 10 bắt đầu vào đầu mùa rét sẽ chuyển lên các tỉnh miền núi của dân tộc chúng ta, Việt Nam chúng ta, như là Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng vân vân đó, nên những vùng cao bà con dân tộc họ còn khó khăn, đặc biệt là mùa đông giá lạnh, chúng ta để đem phát cái đó cho họ có công đức không? Có công đức. Cho nên làm cái việc đó nó có gì? Có công đức, có sự chia sẻ của cộng đồng, có sự chung tay góp sức của cộng đồng để giúp đỡ cộng đồng, giúp đỡ đồng bào của chúng ta, cho nên công đức từ đó mà sinh ra đó. Chứ không phải là đốt vàng mã mà người thân chúng ta nhận được. Love.